Xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì bên em sẽ đập hộp cục đẩy hai kênh là T1000. Sản phẩm này hôm nay thì em sẽ gửi đến cho anh Phương, anh ở phường Tân Quý, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đẩy LT1000 hiện tại thì bên em đang bán với giá là 4 triệu 500 nghìn đồng và bác khách này, bác cũng đã chuyển cọc cho bên em rồi nhé. Thì sau khi anh nhận hàng đúng sản phẩm này, anh sẽ thanh toán nốt với nhân viên bưu điện thôi. Thì các bác có thể thấy đây, một cục đẩy mặt màu đen đúng không ạ? Rất là đẹp. Đây là đẩy LT1000 phiên bản mới 2024. Đợt trước thì nó là màu xám em nhé, nhưng đợt này nó sẽ là màu đen. Công suất của cục đẩy này là 500W một kênh ở 8 ôm. Một kênh này chúng ta sẽ chơi ra được một cặp loa bát 25, hoặc là một kênh chúng ta sẽ chơi ra được một loa bát 30. Thì tức cục đẩy này anh em chúng ta có thể chơi ra được hai loa bát 30 ở trên cục đẩy LT1000 này. Hàng này thì em cũng đã bao ship cho tất cả bác rồi và bao ship toàn quốc cho tất cả anh em. Hàng chính hãng thì tất cả thì đều có tem bảo hành chống hàng giả đầy đủ cho tất cả các bác. Thì ngay bây giờ thì em sẽ đi vào kết nối và sẽ test cái sản phẩm này và sẽ gửi đi cho anh. Tất cả sản phẩm khi chúng ta mua thì bên em đều phải test rất là kỹ em nhé, test cẩn thận sau đó mới đóng hàng. Ok chưa ạ? Gửi vào thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 4 ngày thì anh sẽ nhận được hàng thôi. Ở đây em sẽ test nhạc trực tiếp từ máy tính và cắm thẳng vào đằng sau cục đẩy, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Và bây giờ sẽ bật công tắc nguồn lên. Ok chưa ạ? Bây giờ em sẽ mở một cái bản nhạc. Đó. Ở đây thì em vẫn chưa cắm nhạc em nhé. À, sẽ cắm vào này. Đang test nhạc trực tiếp từ máy tính, em cắm thẳng vào đằng sau cục đẩy đây thôi. Đó, cắm thẳng vào đằng sau cục đẩy, không có qua một thiết bị xử lý âm thanh nào nhé. Đây là dây ra tín hiệu ở nhạc này, loa này, ok chưa? Chất âm rất là tuyệt vời. Các chế độ gạt cầu parallel sate ở đây đang để chế độ sate hết cho tất cả anh em rồi. Và là hàng mới chính hãng thì tem bảo hành chống hàng giả cho tất cả bác, ok ạ. Sản phẩm này thì chiều sâu nó chỉ khoảng tầm ngoài 40 cm thôi. Cho nên là chúng ta về để trong cái tủ kệ rất là đẹp và rất là vừa vặn. Ok chưa? Mặt phay nhôm, mặt xước em thấy không? Hàng này thì quá là chất rồi. Ở đây em đang chơi một cặp loa bát 30. Đang chơi trên một cặp loa bát 30. Tiếng rất là thoát. Hơi nhích lên một chút, đang để tầm 9 giờ thôi nhá. Âm lượng đang để tầm 9 giờ thôi mà nghe đã quá hay rồi. Hàng này là hàng 2 lớp hộp luôn anh em nhá. Hàng 2 lớp hộp luôn. Đấy, ok, chúng ta mua thì anh em yên tâm.
hàng hai lớp một luôn, rất là cẩn thận. Một chút nghe đã quá uy lực rồi. Một sản phẩm chạy mạch Clubhub lên tới 15 sò LGV kép. Chơi karaoke gia đình thì rất là phù hợp cho các bác mà thay thế những cái dòng âm ly cũ chúng ta. Anh em mà đang có những dòng âm ly cũ như Jaguar 306, anh em thay thế bằng cục đẩy này thì cho ra chất âm rất là tuyệt vời. Karaoke thì hát nó rất là nhẹ và nghe nhạc tiếng bass tiếng check nghe nó lẩy, nghe khác biệt hoàn toàn luôn. Và giá bán hiện tại cũng đang rất là tốt cho tất cả anh em, chỉ có 4.500.000 đồng. Không những thế còn bao ship về tận nhà cho tất cả anh em. Ok, một cái video ngắn test và gửi hàng cho anh Phương ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh em quan tâm đến những mẫu đẩy hay thế này có thể gọi điện trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Ngay bây giờ em sẽ đóng hàng vào và gửi đi cho anh. Cảm ơn bác cũng đã tin tưởng và mua hàng của bên em.